Hai, chào mừng các bạn đã quay lại channel của mình, thì mình là Duy hay còn Đen Nhỏ. Thì có lẽ các bạn cũng đã thắc mắc là trong 3 tháng vừa qua tại sao mình chưa ra video. Thì bởi vậy mình làm cái video này để giải thích cho các bạn là trong 3 tháng vừa qua mình làm gì và cũng như là liên quan tới nội dung của video này. Thì trong 3 tháng vừa qua thì mình bận ôn tập phỏng vấn cho hè năm sau, tức là hè năm 2023, bởi vì mình chuẩn bị tốt nghiệp vào năm 2024, vì thế mình cần tìm thực tập vào năm hè 2023. Thì bởi thế mình dành ra 3 tháng hè này để mình ôn tập phỏng vấn để làm thật tốt cho buổi phỏng vấn để chuẩn bị cho hè năm sau. Thì kết quả là mình nhận được offer từ Amazon cho vị trí là Software Development Engineer Internship cho hè 2023. Bởi vì thế mình làm cái video này để chia sẻ cách mình ôn tập phỏng vấn cũng như là cách mình tìm internship và cũng như là những bí quyết mà mình có thể mà mình share cho các bạn, và cách mình ôn tập các vòng như là vòng behavioral, tức là vòng trả lời câu hỏi tình huống, cũng như là cách mình ôn tập để chuẩn bị cho phần cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Bởi vì thường thường những công ty nó sẽ có cái vòng là cấu trúc dữ liệu và giải thuật, vì thế mình cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các bạn. Thì đó là lý do của video ngày hôm nay. Thì ok, bắt đầu thôi nào. Ok, thì đầu tiên trước khi mình chia sẻ cách mình ôn tập cũng như là bí quyết để mình chuẩn bị phỏng vấn để thực tập, thì trước hết các bạn cần phải có một cái nơi để các bạn có thể nộp đơn thực tập phải không? Tại vì nếu mà các bạn không nộp thực tập thì sao mà có phỏng vấn được? Thì bởi thế mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái web mà mình thường xuyên dùng để tìm chỗ thực tập để mình có thể apply. Thì nếu mà bạn nào ở Mỹ, du học Mỹ như mình á, thì các bạn có thể vào cái GitHub này. Thì cái GitHub này các bạn có thể search Google là GitHub Summer 2023 Internship như thế này, thì nó sẽ ra cái GitHub này. Thì cái GitHub này nó rất là nổi tiếng, nó đã tồn tại được mấy năm rồi chứ không phải là mới đây nữa. Thì cái này là dành riêng cho Summer 2023, tức là hè năm sau, và nó dành cho bên Mỹ chủ yếu thôi. Đó, thì bạn thấy anh sẽ bảo là in the United States and Canada thôi, tức là Mỹ và Canada. Thì các bạn sẽ thấy là khi bạn lướt xuống đây, các bạn sẽ thấy là những cái công ty họ post cái thực tập lên trên cái GitHub này. Đó, các bạn sẽ thấy là sẽ có rất nhiều công ty, có những công ty nổi tiếng như là Optiver, KPMG, Amazon chẳng hạn, Two Sigma và vân vân và vân vân. Thì các bạn thấy là trong cái GitHub này nó có rất nhiều cái vị trí cũng như là các nơi để thực tập. Thì nếu bạn nào ở Mỹ và Canada thì mình cực kỳ suggest cái này. Thì các bạn có thể lên Google search là GitHub Summer 2023 Internship là sẽ ra thôi. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có rất nhiều chỗ thực tập ở trên cái GitHub này. Thì đó là dành cho những bạn ở Mỹ và Canada thôi. Còn nếu mà các bạn ở nước khác, giống như là ở nước ngoài, ngoài Mỹ và Canada ra, các bạn có thể lên LinkedIn để tìm. Thì LinkedIn là một cái mạng xã hội để kết nối những người professional gọi là làm việc này nọ, cũng có thể tìm job ở trên đó luôn. Thì nếu mà các bạn bấm vô cái mục job này, đó, các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện cho các bạn là những cái job mà nó post ở trên LinkedIn. Thì các bạn sẽ thấy là sẽ có TikTok nè, rồi sẽ có những cái không liên quan nhưng mà các bạn cứ kể đi. Thì các bạn lướt lướt các bạn sẽ thấy là những job khác nhau, các bạn có thể search theo job luôn nếu các bạn muốn. Và cái điều tiện lợi ở LinkedIn nữa là mình thấy có rất nhiều mấy người tuyển dụng ở Việt Nam hay post mấy cái bài post ở trên LinkedIn này để tuyển thực tập này nọ. Thì đó là lý do mà mình khuyên các bạn là nên xài LinkedIn để build cái profile của các bạn cũng như là có thể kết nối với lại những người tuyển dụng đó. Thì ngoài ra mình còn biết đến Indeed. Thì Indeed cũng là một cái trang giống như LinkedIn là chủ yếu để tìm việc. Thì nếu bạn nào mà muốn tìm việc ở Việt Nam á, thì các bạn có thể gõ là vn.indeed.com. Còn nếu bạn nào ở nước ngoài thì các bạn chỉ cần để Indeed thôi là được. Thì VN là chỉ ở trong phạm vi Việt Nam thôi. Thì giả bộ mình muốn tìm một cái job ở Sài Gòn, mình có thể search là Thành phố Hồ Chí Minh, và mình có thể search là kỹ sư phần mềm chẳng hạn. Không thì mình thiết kế web hay gì đó, mình không biết nữa. Software engineer vậy đó, tiếng Việt hay gì. Đó, các bạn bấm chữ thực tập cũng được. Thì nó sẽ có nhiều cái chương trình thực tập khác nhau. Thì theo mình thấy thì ở bên Việt Nam không có post trên LinkedIn nhiều lắm, không post trên Indeed này nhiều lắm. Thì các bạn cũng có thể tham khảo này nếu các bạn ở nước ngoài. Và mình biết là ở bên Việt Nam cũng có một cái web gọi là itviet.com. Thì mình thấy cái web này, mặc dù mình chưa apply trên web này bao giờ, nhưng mà mình thấy cũng nhiều bạn đã apply trên web này. Và các bạn thấy là sẽ có nhiều công ty Việt Nam khác nhau, tại vì cái web này hình như là chỉ tập trung cho Việt Nam thôi. Thì sẽ có chẳng hạn như là FPT Software,
nó sẽ có những cái job khác nhau. Thì hiện tại thì nó chưa có job intern, nhưng mà mình nghĩ là khi mà cái mùa intern gần tới, tức là gần tới mùa hè á, thì họ sẽ post trên đây nhiều hơn. Và các bạn có thể search theo nhiều job khác nhau như thế này. Đó. Thì đó là itviet.com. Và các bạn cũng có thể tìm trên Top CV này. Thì Top CV nó cũng tương tự như là itviet.com, thì nó chủ yếu là cho Việt Nam, cho người Việt Nam. Thì các bạn sẽ thấy là sẽ có những cái job khác nhau trên đây. Thì mặc dù là cái job nó sẽ không hiện rõ cho các bạn, thì các bạn phải tìm nó. Các bạn phải tìm nó và các bạn cố gắng nộp càng nhiều càng tốt. Và hoặc nếu các bạn không tìm thấy, các bạn có thể lên thẳng cái web của cái chỗ mà các bạn muốn apply và các bạn search thẳng luôn. Giả bộ các bạn muốn apply vô Tiki chẳng hạn, thì các bạn có thể lên thẳng là bạn search là Tiki Software Engineer Intern và nó sẽ đưa bạn tới thẳng cái trang web của cái công ty luôn. Thì nó sẽ tiện hơn là các bạn phải apply qua một cái bên thứ ba như thế này. Thì trước hết đó là cái cách mà các bạn có thể apply và tìm chỗ để thực tập. Thì mình thường hay theo dõi mấy cái vị trí, mấy cái job mà mình đã nộp đơn là apply thông qua một cái web, một cái ứng dụng, đó chính là hunter.co.co. Thì mình dùng cái này để mình biết là mình đã nộp bao nhiêu job và cũng như là mình đã được tới đâu rồi. Thì các bạn thấy là mình apply cũng khá khá, thì mình apply tầm 11 job, có những cái chưa được nghe, chưa được người ta trả lời thì mình còn để đây. Thì Amazon mình được offer rồi thì mình kéo qua đây. Thì các bạn ok thì coi như là cái đó tốt đi rồi. Thì mình cũng bị reject, tức là mình bị từ chối. Thì các bạn thấy là mình bị từ chối mấy vị trí sau đây, và mình cũng có là phone call, tức là vị trí này mình được nhận phỏng vấn từ điện thoại, con này là phỏng vấn bằng cái online test, online assessment đó. Thì đây là cách mà mình keep track để mình biết là mình đã apply được bao nhiêu vị trí, cũng như là cái progress của mình nó như thế nào, mình có được offer nào không, có được interview nào không, để mình khỏi phải quên đó. Thì mặc dù cái list này chưa update gọi là chính xác lắm, tại vì mình cũng apply thêm mấy vị trí mà mình lười, mình chưa update, nhưng mà nó cũng cho biết mình biết khá khá là mình đã apply bao nhiêu cái vị trí rồi. Thì đó là cái cách mà mình có thể mà theo dõi cái job của mình, là mình đã apply bao nhiêu cái job rồi. Thì đó là bước đầu trong quá trình tìm thực tập của các bạn, đó chính là bước nộp thực tập và theo dõi cái đơn thực tập của các bạn. Rồi, nhưng rồi tiếp đến thì bây giờ các bạn đã tìm được chỗ thực tập rồi phải không? Đã muốn biết được công ty nào mà các bạn muốn apply thực tập rồi phải không? Thì cái điểm tiếp theo các bạn cần phải lưu ý là các bạn cần phải chăm chút lại cái resume của các bạn. Có nghĩa là cái hồ sơ nộp tuyển của các bạn cho vị trí thực tập đó. Tại vì các bạn cần phải có một cái resume tốt thì người ta mới có thể người ta chấp nhận các bạn vào cái vòng đầu tiên được. Thì đó là lý do mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái resume của bản thân mình mà mình đã được nhiều phỏng vấn từ những công ty khác và cũng như là vượt qua cái dòng resume screening của Amazon. Thì bây giờ mình sẽ share cái resume của mình cho các bạn xem. Thì đây chính là cái resume của mình, không biết các bạn thấy không, để mình zoom lên. Thì đây là cái resume của mình. Thì đằng đây đây là cái họ tên của mình, cái này thì là thông tin cá nhân kiểu như là email, số điện thoại này nọ, thì bởi vậy mình sẽ che lại, cũng như là địa chỉ. Và đây là cái LinkedIn của mình. Thì các bạn thấy là hồi nãy như mình nói là LinkedIn nó quan trọng, tại vì sẽ có những người tuyển dụng, người ta sẽ tập trung vào LinkedIn để người ta coi. Thì tiếp đến là mình sẽ, trước hết mình muốn nói là các bạn nào mà làm cái hồ sơ xin việc á, cái resume á, thì các bạn nên làm nó càng đơn giản càng tốt. Thì như các bạn thấy là mình chỉ làm đơn giản thôi, mình chỉ làm trắng đen, không có màu mè hoặc là hệ hết. Và mình sẽ chia ra từng section khác nhau. Thì các bạn thấy là sẽ có education, rồi skill, project, rồi experience các kiểu. Thì trước hết mình sẽ nói về education đi. Thì education có nghĩa là trường học của các bạn. Thì giả bộ bạn học bách khoa hay là bạn học bách khoa hay là bạn học gì đó, các bạn có thể bỏ lên đây ngành học của các bạn và GPA. Thì trường mình thì theo thang điểm 4.0, theo mình nghĩ là nếu mà các bạn GPA thấp hơn 3.5 thì các bạn không nên bỏ vào, còn nếu các bạn cao hơn 3.5 thì các bạn cứ bỏ vào thoải mái. Thì đó là ý kiến cá nhân của mình, còn các bạn muốn bỏ hay không thì là tùy các bạn. Và tiếp theo là cái năm tốt nghiệp của mình. Thì bên Mỹ thì người ta quan trọng năm tốt nghiệp, tại vì thường để thực tập thì họ sẽ chú trọng vào năm 3 và năm giữa năm 2 nhiều hơn so với là năm nhất với năm cuối. Thì mình không biết ở Việt Nam có như thế không, nhưng mà ở bên đây là cái năm tốt nghiệp sẽ là điều cần thiết. Thì tiếp đến sẽ là cái skill của mình. Thì cái technical skill của mình thì cũng chỉ đơn giản thôi. Mình có ngôn ngữ lập trình, programming language, thì mình chỉ bỏ những cái mà mình biết vào đây. Mình để là các có các bạn sẽ bỏ là
thuần thục proficient các bạn cho 5 sao, 4 sao gì đó thì theo mình nghĩ là không cần thiết. Tại vì cái độ thuần thục của các bạn người ta sẽ đánh giá trong buổi phỏng vấn chứ không cần các bạn phải bỏ trên cái hồ sơ làm gì hết. Thì mình chỉ đơn giản là mình chỉ liệt kê nó ra thôi để khi mà cái máy nó scan thì nó sẽ scan được mấy cái keyword này. Tiếp theo mình sẽ có những cái khác như là web và mobile, mình có React, React Native này nọ thì mình bỏ vào. Tiếp tục mình có back end này nọ thì mình sẽ bỏ vào luôn. Thì các bạn bỏ những cái mà các bạn biết, còn cái mà các bạn không biết thì các bạn đừng nên bỏ vào. Mặc dù người ta sẽ ít khi hỏi những cái hỏi toàn bộ các skill trên đây lắm, nhưng mà tốt nhất các bạn biết cái nào các bạn nên bỏ vào cái đó. Và tiếp theo là phần project, thì phần project của mình thì đa số chỉ là mấy cái project cá nhân của mình thôi. Thì ở đây mình có Spotify Recommendation System là một hệ thống đề xuất âm nhạc từ Spotify dùng Machine Learning và Data Science cái kiểu. Thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ dùng cái action verb này nọ là ở past tense hết, tại vì cái này mình đã làm rồi thì mình sẽ để nó ở hiện thì quá khứ hết. Thì đa số các bạn nên viết resume bằng tiếng Anh nếu các bạn muốn apply vào những công ty lớn, chẳng hạn như là những công ty như là Vinagame hay là Nexon, Exxon này nọ chẳng hạn ở Việt Nam, thì mình nghĩ là tập viết resume bằng tiếng Anh sẽ tốt nhất, tại vì nó sẽ áp dụng được cho nhiều công ty. Chứ giờ bạn viết tiếng Việt thì người ta sẽ không đề cao khả năng tiếng Anh của bạn cho lắm, vì bây giờ là các bạn cần tiếng Anh ở mọi công việc cũng như là lập trình. Thì bởi vậy mình khuyên các bạn nên viết cái resume này bằng tiếng Anh. Thì các bạn có thể tham khảo cách mình trình bày cái resume này. Mình không nói là cái resume của mình là đẹp nhất này nọ hay gì hết, nhưng mà mình chỉ muốn cho các bạn xem là một cái resume của mình nó sẽ ra như thế nào thôi. Thì mình sẽ structure nó bằng cách là cái tên của cái project, cái link của cái project nếu có, thì các bạn thấy là mình sẽ bỏ cái link GitHub vào. Theo mình nghĩ là nên bỏ link GitHub vào, còn các bạn không muốn bỏ thì tùy các bạn. Và cũng như là cái thời gian của cái project này, và bạn đã làm được gì trong cái project này cái kiểu. Đó thì các bạn có thể tham khảo. Thì tiếp đến là cái phần kinh nghiệm này. Thì nếu các bạn apply cho thực tập thì người ta sẽ không đánh giá cái kinh nghiệm này quá cao đâu. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm nào gọi là thuần thục hết, thì mình có những kinh nghiệm như là làm trợ giảng cho professor của mình, cho cái Data Science Research Assistant này. Và cũng như là mình làm web ở trong trường, mình có job ở trong trường, mình làm web trong trường thì mình bỏ lên. Cũng như là câu lạc bộ của mình thì là mình làm project manager thì mình bỏ vào. Và cuối cùng là một cái intern từ một cái startup nhỏ nhỏ thì mình bỏ vào luôn. Còn nếu bạn nào không có experience thì các bạn cứ thể là thêm project càng nhiều càng tốt. Thì nếu các bạn có experience nào mà chỉ cần liên quan tới việc học thuật, cứ như là các bạn làm gia sư hay là các bạn làm cái gì đó liên quan tới lập trình, các bạn làm gia sư trong môn lập trình, các bạn phụ giúp giáo viên trong môn lập trình thì các bạn thể bỏ vào. Chứ các bạn đừng có bỏ những cái kinh nghiệm không cần thiết như là các bạn làm phục vụ, các bạn bán nước này nọ thì các bạn không nên bỏ vào. Tại vì nó không có liên quan tới cái vị trí mà các bạn đang nộp đơn. Thì mình nghĩ là chỉ cần nên bỏ những cái gì đó mà nó liên quan tới vị trí của các bạn. Nhưng mà không hẳn là gia sư cho môn lập trình các bạn cũng có thể bỏ nếu các bạn là gia sư cho môn toán chẳng hạn. Tại vì lập trình nó có toán mà. Thì nói chung cái gì mà có liên quan tới nhau thì các bạn nên bỏ vào. Còn các bạn thấy là do bộ các bạn làm bán nước hay gì đó cái kiểu thì nó không liên quan hết, thì mình không nên bỏ vào. Đơn giản vậy thôi. Thì các bạn cũng có thể thấy là cái resume của mình cho nó một trang thôi. Đây, tất cả đều nằm gọn trong một trang hết, tại vì khi mà người ta coi người ta sẽ chỉ coi một trang thôi chứ hai trang nó sẽ rất là dài. Thì đó là cái resume của mình. Thì các bạn cũng có thắc mắc là làm sao để có một cái resume như thế này, thì mình có thể giới thiệu cho các bạn những trang web mà mình xài để làm cái resume này. Thì ok rồi, ok, thì với cái resume của mình á, thì mình dùng một cái trang web gọi là VMoC. Thì cái trang web này do trường mình kết hợp với lại cái VMoC này, thì bởi vậy mình được xài free. Còn mình nghĩ là nếu các bạn muốn sử dụng nó thì các bạn phải trả tiền. Bởi vì thế mình không khuyên các bạn xài cái này. Thì mình muốn tìm hiểu thêm thì mình biết được là có Overleaf, cũng là một trang web nổi tiếng để làm resume, cụ thể là LaTeX. Thì các bạn có thể bấm vô resume ngay đây. Đó, và các bạn sẽ thấy là có những cái format resume mà các bạn có thể làm theo. Đó, và các bạn chỉ có việc chọn này nọ thôi. Thì tùy vào các bạn muốn cái resume như thế nào. Thì như mình thì mình chỉ muốn cái resume mình nó đơn giản, chẳng hạn như là cái resume này đi. Đó, các bạn sẽ thấy là nó đơn giản và dễ nhìn. Còn nếu mà các bạn làm cái resume này nó sẽ rất là khó nhìn, và vì nó có cái thanh này này nọ hết, thì lúc mà cái máy nó scan á thì nó sẽ rất là khó đọc. Bởi vì bây giờ công ty người ta đa số là dùng máy scan và resume của các bạn, và người ta lấy cái keyword ra chứ không có ai mà đọc từng resume, trừ khi là công ty nhỏ thôi. Thì mình khuyên các bạn là nên làm trắng đen đơn giản như thế này là được.
Và tiếp đến thì mình biết là hình như là top CV cũng có làm resume thì phải. Đó thì các bạn sẽ thấy là cái nút là upload CV ngay hoặc là tạo CV ngay. Mình thì chưa xài top CV cho mình không có nhiều cái để nói về nó. Thì nếu mà mình suggest thì mình sẽ suggest cái Overleaf này, tại vì mình biết là bạn mình cũng xài cái này rất là nhiều. Đó. Hoặc là đơn giản hơn là các bạn có thể download cái resume của mình sẽ chia sẻ cái resume mình trong cái Drive, và các bạn có thể chuyển nó từ PDF thành file Word, và các bạn tự thêm theo ý các bạn muốn và giữ cái format nó như vậy. Thì đấy là cách mà mình xây dựng cái resume của mình, cũng như là cái website, mình chia sẻ cái website để các bạn có thể xây dựng cái resume. Rồi thì sau khi các bạn đã biết cách làm resume, các bạn biết cách tìm việc để các bạn nộp thực tập rồi, và bây giờ chẳng hạn các bạn nhận được cái lời mời phỏng vấn từ công ty thực tập đó đi, thì thường thường họ sẽ bắt đầu với việc là phỏng vấn về behavioral, tức là phỏng vấn tình huống trước. Thì với câu trả lời, với mấy cái câu hỏi tình huống thì theo mình nghĩ là các bạn nên soạn sẵn ở nhà một hai ba câu chuyện gì đó từ bản thân của các bạn, có thể là câu chuyện ở trường học, có thể là câu chuyện ở chỗ làm của các bạn cũng có thể thêm bớt gì đó, mình không cấm. Thì theo mình nghĩ cách chuẩn bị tốt nhất trong mấy câu hỏi tình huống là các bạn sẽ luyện tập ở nhà, soạn sẵn một câu chuyện, và khi mà người ta hỏi đúng câu hỏi đó thì các bạn có thể trả lời một cách đơn giản và rõ ràng. Thì mình sẽ thường theo một cái quy tắc để trả lời phỏng vấn, đó chính là quy tắc STAR. Thì mình sẽ search cho các bạn coi là STAR format. Thì STAR format có nghĩa là STAR tượng trưng cho là situation, task, action và result, có nghĩa là tình huống, cái công việc, cái hành động và cái kết quả. Thì cái này có nghĩa là sao? Thì giả bộ người ta hỏi cho các bạn một câu hỏi, ví dụ là câu hỏi của người phỏng vấn là hãy nói cho tôi biết về một thời gian mà bạn vượt qua cái khó khăn này. Thì trước hết mình sẽ trả lời như là situation, thì tình huống ở đây là gì? Thì mình có thể trả lời là thì vào năm ngoái khi mà mình đang làm bài tập nhóm với các bạn này nọ, thì có một bạn gặp khó khăn ở cái bài tập này thì mình phải làm sao. Thì tiếp theo cái task của mình là cái việc mình cần phải làm, thì mình sẽ nói người ta là thì mình quyết định là mình sẽ hỗ trợ các bạn này trong cái quá trình học của các bạn này, mình sẽ tạo những cái buổi tutor, những cái buổi gia sư riêng cho các bạn này để bạn này có thể ôn lại kiến thức. Và action là mình hành động cái việc đó bằng cách là mình mang những bài tập cũ của mình, những cái note cũ mình đã chép và mình đưa cho bạn đó, cũng như là để cho bạn đó học, và cũng như mình đưa cho các bạn những cái tài liệu như là YouTube video này nọ, bài giảng của thầy cô để bạn có thể học thêm. Và kết quả result là bạn đó đã nắm lại được căn bản và bạn đó có thể giành được điểm A ở trong lớp này nọ. Thì đó là cái cách mình có thể format, mình có thể cấu trúc cái câu hỏi tình huống của mình, câu trả lời cho câu hỏi tình huống của mình như thế, thì là situation, task, action và result. Thì đó là dành cho câu hỏi tình huống. Mình sẽ bí quyết của mình là mình chuẩn bị sẵn câu hỏi ở nhà, mình sẽ nghĩ ra tầm hai ba câu chuyện liên quan tới việc làm này nọ cái kiểu, và mình sẽ soạn nó theo cái store format này và mình mong là người ta sẽ hỏi chúng câu hỏi đó thôi. Thì đó là cái bí quyết của mình cho câu hỏi tình huống. Rồi bây giờ giả bộ bạn vượt qua luôn câu hỏi tình huống đi, thì bây giờ sẽ có một vài công ty người ta sẽ hỏi những câu hỏi technical, tức là những câu hỏi liên quan tới việc lập trình. Thì cái này sẽ tùy vào cái vị trí mà các bạn nộp, nó sẽ liên quan tới câu hỏi đó. Thì giả bộ các bạn nộp cho vị trí là React Developer hoặc là JavaScript Developer làm web này nọ, thì câu hỏi nó sẽ liên quan tới JavaScript React. Thì giả bộ các bạn nộp làm lập trình web, các bạn nộp làm lập trình web thì các bạn sẽ có những câu hỏi phỏng vấn liên quan tới lập trình web. Thì mình biết là cho JavaScript chẳng hạn thì mình sẽ có một cái GitHub repo này tên là JavaScript Interview Question. Đó, các bạn có thể search GitHub JavaScript Interview Question và nó sẽ hiện ra. Thì nó sẽ bao gồm những câu hỏi phỏng vấn liên quan tới JavaScript mà hay thấy ở trong phỏng vấn. Thì các bạn sẽ thấy là khi bạn kéo xuống nó sẽ có quá trời câu hỏi như thế này, như là pure function là gì, current function là gì, hosting là gì, closure là gì, module là gì. Đó, các bạn sẽ thấy là sẽ có rất nhiều câu hỏi. Thì các bạn có thể thắc mắc là nhiều thế này sao các bạn học hết được? Thì cái câu trả lời của mình là các bạn đừng có ráng học hết, các bạn ráng hiểu từng câu hỏi. Tại vì các bạn cũng chỉ có tầm một tiếng để phỏng vấn thôi, không có ai rảnh mà hỏi hết 500, 400 câu hỏi này đâu. Thì các bạn chỉ cần tập trung những câu hỏi quan trọng ở trong cái list này. Đó, thì các bạn sẽ thấy là người ta sẽ ghi hết cho bạn ở dưới đây. Thì nhìn nó dài vậy thôi, chứ các bạn thấy là câu trả lời cái nào nó cũng ngắn 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 thôi, chứ không có cái nào gọi là quá dài hết.
Thì đó là trường hợp dành cho những cái vị trí mà chuyên biệt, kiểu như là các bạn chỉ sẽ xài JavaScript, các bạn chỉ sẽ xài React thôi, làm web này nọ. Còn đối với những vị trí thông thường, chung chung như là software engineer, có nghĩa là kỹ sư phần mềm, tức là các bạn sẽ làm mọi việc luôn, các bạn có thể làm front end, back end, các bạn có thể làm DevOps này nọ luôn, thì cái đó là software engineer. Thì thường những cái câu hỏi technical cho những cái công ty mà tuyển dụng software engineer, nhất là những công ty lớn như là Tiki, Shopee hay là này nọ, thì họ sẽ thường hỏi những câu hỏi coding theo dạng lead code. Thì nếu bạn nào không biết lead code thì lead code là một trang web để các bạn luyện tập coding này nọ. Thì để mình login vào cái lead code của mình trước. Rồi đây, thì đây là lead code. Thì cái đây là một trang web giúp các bạn luyện tập các technical question. Thì mình bấm vào problem, các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiện ra rất nhiều cái problem các bạn có thể làm. Đó, các bạn sẽ thấy là sẽ có rất nhiều cái problem mà các bạn có thể giải. Thì các bạn sẽ thắc mắc là nhiều như thế thì làm sao biết được giải cái nào? Thì các bạn có thể search theo cái tag này. Đó, các bạn sẽ thấy là search theo array. Thì nó sẽ ra những cái bài tập liên quan tới array. Hoặc là các bạn có thể sử dụng mấy cái study plan của LeetCode code. Thì ví dụ ở đây có study plan, 75 study plan. Thì nó sẽ chia ra từng level cho các bạn làm. Thì mặc dù cái này nó sẽ không đơn giản, nhưng mà các bạn cứ ráng làm thì nó sẽ thuần thục và các bạn sẽ bắt đầu các bạn nhớ được những cái pattern của LeetCode. Thì đây là mình. Thì mình chỉ có giải được tầm 170 mấy câu hỏi thôi, thì cũng không nhiều so với phần còn lại cho lắm. Nhưng mà đây là cách mình có thể ôn tập cho cái buổi phỏng vấn Amazon của mình, là phỏng vấn technical. Thì đó là cái cách mình chuẩn bị, là mình cày LeetCode rất là nhiều. Thì mình nhớ là 3 tháng trước mình chỉ tầm khoảng 60 50 bài tập mà mình giải thôi, thì tầm sau 3 tháng này thì mình giải được tầm 172. Thì đó là, và mình học được rất nhiều, thì mình cảm thấy rất là vui tại vì mình học rất là nhiều sau khi mà làm LeetCode cái kiểu. Thì nếu mà bạn nào không muốn làm LeetCode, các bạn có thể làm một cái gọi là HackerRank, thì nó sẽ tương tự như LeetCode thôi. Nhưng mà HackerRank thì thường thường sẽ có nhiều công ty người ta sẽ sử dụng HackerRank để các bạn gõ code ở trên đó luôn. Đó, thì các bạn có thể thấy là HackerRank cũng y chang LeetCode, cũng là dạng như là làm bài tập này nọ. Thì giả bộ mình bấm đại vô một cái bài nào đi. Ví dụ như là bài này đi. Thì các bạn sẽ thấy cái format của nó như thế này. Đó, các bạn sẽ có cái bài đọc đọc bên đây. Và các bạn sẽ có cái code của bạn nằm ở bên đây. Đó. Thì trong mấy cái phỏng vấn mà ví dụ như là online assessment, có nghĩa là mấy cái coding online này nọ, thì có thể cái format của ta sẽ y chang vậy luôn. Mình biết là Google và Amazon thì cái format của họ sẽ y chang vậy, là bên trái là cái đề, còn bên phải là các bạn đã làm. Thì thường thường nó sẽ là dòng đầu. Còn vào cái dòng mà nói chuyện với người phỏng vấn thì thường thường là sẽ là một cái code editor riêng của người ta luôn, chứ không phải làm trên LeetCode hay gì hết. Mình biết là Amazon là làm trên HackerRank nè. Đó, thì các bạn có thể vô HackerRank để các bạn làm quen. Và thêm nữa là bí quyết làm LeetCode của mình là mình sẽ keep track nó. Thì các bạn thấy là mình keep track nó ở ngay đây, summer grind. Đó, thì các bạn sẽ thấy là mình keep track nó bằng cách theo tuần, các tuần này nọ, và mình keep track theo ngày, cái problem là gì, cái pattern của problem là gì, và cái cách mình giải, độ khó của cái problem đó, và cũng như là độ phức tạp, thời gian, độ phức tạp space này nọ. Đó, thì các bạn thấy là đó là cách mình chuẩn bị phỏng vấn cái buổi mà technical. Thì nếu mà bạn nào gặp khó khăn trong cái phần này thì mình cũng có thể ra một cái series có chút dữ liệu về thuật toán nếu các bạn muốn. Mình không có tự tin gọi là cái kỹ năng thuật toán của mình gọi là siêu phàm hay gì hết, nhưng mà mình nghĩ là mình đủ xài, mình có đủ có thể chỉ được. Còn nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu hơn thì mình hay lên trên channel của Need Code, của một YouTuber là Need Code, ngay đây nè, Need Code. Đó, thì mình hay lên channel này để mình coi những cái cách mà người ta giải. Thì Need Code là một YouTuber đang làm việc ở Google, và Need Code giúp mình giải rất nhiều bài trên LeetCode. Đó, thì các bạn thấy là có rất nhiều bài ở ngay đây. Thì nếu bạn nào giỏi tiếng Anh thì các bạn có thể lên trên đây coi. Còn không thì nếu bạn muốn thì mình có thể ra một cái series về cấu trúc dữ liệu, giải thuật và thuật toán để mình làm theo những cái pattern, những cái pattern mà mình giải và mình thấy nó hiệu quả áp dụng cho mình. Kiểu như là sẽ có những pattern như là sliding window, những pattern riêng cho đồ thị graph như là breadth first search, depth first search, rồi multi-source, breadth first search cái kiểu. Thì nếu bạn nào muốn thì comment ở dưới phần mô tả cho mình, comment ở dưới cái phần comment cho mình để mình biết là mình có nên ra cái series này hay không, hay là các bạn muốn mình ra nhiều hơn về web này nọ.
tại vì mình muốn channel này là của mình là tập trung về mọi khía cạnh của lập trình luôn chứ không chỉ là web thôi. Thì nếu bạn nào muốn mình làm thuật toán cái chút dữ liệu này nọ thì các bạn có thể comment ở bên dưới. Và mình biết là có một kênh khác ở Việt Nam mình là ông Dev thì phải. Thì mình biết là ông Dev cũng có làm series liên quan tới LeetCode này nọ luôn. Đó, thì mình cũng coi một vài video. Thì mình coi cho vui thôi chứ mình cũng làm mấy bài tập này rồi chứ mình cũng không coi nhiều cho lắm. Thì nếu bạn nào muốn thì bạn có thể tham khảo ông Dev để coi những cái video này. Đó, thì đó là cái cách mà mình phỏng vấn technical. Thì ngoài cái việc mà các bạn phỏng vấn technical chuẩn bị làm ở nhà trước thì trong cái lúc mà các bạn phỏng vấn các bạn cũng phải nhớ là các bạn phải nói chuyện với người ta. Thì các bạn thắc mắc là nói chuyện với người ta như thế nào thì mình nói chuyện với người ta như y chang cái cách mà mình nói chuyện với các bạn ở trên mấy cái YouTube này nè. Thì các bạn có thể tham khảo đó để bộ cho mấy cái video mà mình chỉ các bạn làm web này nọ mình nói chuyện các bạn như thế nào, mình hướng dẫn các bạn từng dòng code như thế nào, thì trong lúc phỏng vấn mình cũng làm y chang như vậy luôn. Thì các bạn có thể luyện tập bằng cách là các bạn tự nói chuyện ở nhà một mình, tự quay video, rồi các bạn tự quay video, rồi các bạn tự giải thích cái code của các bạn giống như là mình đang giải thích cái code của mình cho các bạn ở mấy video khác á. Thì các bạn làm y như vậy thì nó sẽ rất là hiệu quả trong cái việc mà tự tin hơn khi mà nói chuyện, nói ra cái suy nghĩ của mình trong lúc code này nọ. Thì đó là cái suggest của mình. Thì đó là cái cách mà các bạn có thể làm technical question dễ hơn. Thì mình còn sử dụng một web nữa, mình mém quên, thì mình sử dụng là Grind75. Thì Grind75 này là tổng hợp những câu hỏi mà ở trên LeetCode và chia ra theo dạng pattern cũng như là độ khó. Thì các bạn có thể search filter theo kiểu như là by topic đi. Thì by topic và group by topic đi. Các bạn sẽ thấy là anh sẽ có array nè. Này sẽ dễ nhìn hơn. Array là mảng á. Và string là chuỗi. Matrix là ma trận. Binary search tìm kiếm nhị phân hả? Graph đồ thị. Rồi binary search tree là cây nhị phân, binary tree. Cây tìm kiếm nhị phân, cây nhị phân, hash table, rồi recursion các kiểu. Thì các bạn có thể sử dụng cái trang web này để các bạn thuần thục cái pattern hơn. Các bạn có thể tạo schedule. Các bạn có phỏng vấn ở một tuần nữa thì các bạn sẽ thấy là họ sẽ sắp xếp cho các bạn theo đúng một tuần luôn. Và cái này là hours per week, là các bạn muốn dành ra bao nhiêu tiếng một tuần để các bạn làm. Đó, thì đó là cái nguồn mà mình học. Ok, thì đó là cái cách mà mình phỏng vấn technical này nọ, cũng như là cái cách mà mình chuẩn bị phỏng vấn ở Amazon. Còn cụ thể hơn cái quá trình phỏng vấn Amazon như thế nào thì mình sẽ chờ vào video video mới video khác để mình nói cụ thể hơn về quá trình phỏng vấn của mình ở Amazon. Còn cái video này thì mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn những cái tài liệu, những cái resources mà mình tìm được và mình áp dụng và mình thấy hiệu quả. Và nếu mà các bạn nào mà chưa tham gia cái Discord của channel mình thì các bạn nhớ tham gia, tại vì nếu các bạn nào có câu hỏi liên quan tới LeetCode hay là liên quan tới bất kỳ gì đó như là phỏng vấn này nọ thì các bạn có thể tham gia cái Discord của mình và mình sẽ hỗ trợ các bạn ở trên đó. Thì ok, như đó thôi. Gặp các bạn ở outro nha. Ok, thì đó là video của ngày hôm nay. Thì bây giờ mình đã chuẩn bị xong cho phỏng vấn cho mùa hè năm sau rồi. Thì mình sẽ cố gắng thường xuyên ra clip hơn mỗi khi để các bạn khỏi phải chăm ngóng nữa. Còn bạn nào muốn hối thúc mình thì các bạn có thể vào Discord của mình sẽ để link ở phần mô tả. Các bạn có thể tham gia Discord của Daniel, Trương, Dev và các bạn có thể yêu cầu hoặc là các bạn muốn tìm hiểu câu hỏi, muốn hỏi phỏng vấn này nọ gì hết thì các bạn có thể tham gia Discord ở link bên dưới. Và nếu mà bạn nào cảm thấy video này hữu ích, các bạn nhớ cho mình một like và một subscribe nha. Còn nếu bạn nào có câu hỏi gì đó liên quan đến phỏng vấn hay là bất cứ gì đó, các bạn có thể để ở dưới comment. Mặc dù mình có check comment nhưng mà mình sẽ không reply được hết tại vì rất nhiều là comment. Thì cái cách tốt nhất để liên hệ với mình sẽ là thông qua Discord của channel này nha. Thì ok, hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.